Xin chào tất cả anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Metal Hero SK. Thì ở video này chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương 2 của game. Và lần này chúng ta sẽ vào vai một người phụ nữ có tên là Amelie. Và việc của chúng ta là tìm các vật phẩm để giải các câu đố trong game và giúp người phụ nữ đó thoát ra khỏi đây. Rồi, bây giờ thì mình đã được một cái lockpick rồi. Mình sẽ dùng cái lockpick để mở cái hộp ở bên cạnh cửa này nè. Sau khi lấy được cái clay rồi thì mình sẽ dùng cái clay để mở cửa để thoát ra khỏi đây nha. Nhưng không phải là thoát luôn đâu. Bây giờ mình sẽ đi tìm các vật phẩm khác để hỗ trợ mình thoát ra khỏi đây. Có một mảnh giấy nè. Mảnh giấy đó thì bây giờ mình chưa dùng đến đâu. Rồi. Sau khi đi một vòng mình không tìm được cái gì cả thì mình quyết định là gây ra tiếng động để tên đó đi ra khỏi phòng. I hope he won't suspect a thing. Chán quá, mỗi lần mà đợi tên đó đi ra lâu quá, thật là lâu luôn. Trong lúc này thì mình chỉ biết chờ đợi thôi. Các anh em để ý tại cửa phòng của tên đó thì có con số là 840 kìa. Thì đó chính là cái mật khẩu của cái hộp sắt ở trong phòng máy phát điện đó. Giờ mình đợi cái tên đó đi vào phòng rồi mình sẽ đi vào phòng máy phát điện và mở cái tủ sắt đó ra. Mật khẩu là 840 nè. Rồi, ở đây thì mình lấy được một cái tay nắm cửa nha. Đóng cửa tắt đèn luôn cho chắc ăn nè. Rồi, ở cái tủ sắt thứ hai này thì mình chắc chắn mình sẽ lấy được một cái xà beng nè. Thì sau khi lấy cái xà beng rồi thì mình sẽ dùng cái xà beng đó để mà đục cục đá ở trong tủ lạnh đó. Rồi mình bỏ cục đá vào trong cái lò vi sóng rồi bật nó lên. Ờ, được rồi. Well, wait a second. Someone was here. Cũng hơi mất thời gian khi phải đợi tên này nói những câu như vậy. Lâu quá. Các bạn như tên đó mang một thùng đồ lên trên kia rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thoát ra khỏi đây thôi. Cái phòng này thật sự là khó mở cửa đâu quá. Kiểu như mình đến gần một chút thì mình mới mở được. À, các anh em chú ý khi di chuyển thì để ý ở dưới sàn nhà dễ có những cái bẫy gấu lắm nha. Có giật đặt chân bằng cái bẫy gấu đó là mình tiêu luôn đó. Rồi, sau khi mà mình nhặt được cái kìm và mở tủ, lấy được một cái kéo đó, thì mình sẽ dùng cái kéo để cắt sợi dây và mở cánh cửa này ra. Khi mà nhặt được cái xô rồi thì các anh em đi đổ nước vào đầy cái xô đó luôn nha. Sau đó mình đi đến cái phòng mà có cái cầu thang nè. Mình sẽ đổ nước xuống đó. Sau khi đổ nước xuống rồi thì nó nổi một cái can dầu lên. Mình sẽ lấy cái can dầu đó đi đổ đầy dầu vào trong đó. Mà dầu thì mình lấy ở trong cái phòng của tay sát nhân này nè. Sau khi mình đổ được dầu vào trong cái can rồi đó thì mình sẽ đổ vào trong cái tay quay này nha. Rồi mình quay nó một vòng. Để mà... À... Mình quay một vòng để mà nó khóa cái van bị xì này lại nè. Đó. Rồi bây giờ thì cần gạt là chưa gạt được đâu. Tí nữa nó kiểu như mình cấp điện cho nó kia thì nó mới gạt được. Rồi. Bây giờ thì mình mở cái
Cái này là cái gì mình cũng không biết nữa. Gọi là một cánh cửa ở trên trần đó. Sau khi mình mở ra thì mình sẽ lấy được cái chìa khóa nè. À, lấy được một cái cầu chì nè. Mình gắn cái cầu chì vào trong tủ này nha. Cái tủ gần cánh cửa đó. Sắp hết thời gian rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trở lại phòng thôi. Vừa kịp lúc luôn. Chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi là mình thua rồi đó. Mày quá đi mất. Không biết mình có cái gì chưa làm ở kia không ta? Kiểu như mình chưa đóng cánh cửa nào không, không biết nữa. Ồ, đúng quá. Mình làm đủ hết rồi. Chỉ sợ như mình quên đóng cánh cửa hay gì thôi là nó bào tác cho mình phát liền. Rồi. Đi vào trong phòng có thang máy này nè. Mình sẽ bật cầu dao lên. Như trước ấy thì cái này phải bật cái tủ này lên trước nha. Rồi. Bây giờ thì mình phải mau chóng trở về phòng của mình lại thôi. Còn tặng 15 giây luôn mà. Quá nhiều thời gian luôn. Bây giờ mình chỉ đứng đợi thôi. Someone was here. Hay quá, mình không có làm sai gì hết. Rồi, tay nó trở lại vào phòng rồi. Giờ việc của mình là đi lấy cái chai nước này nè. Thôi chết rồi. Hay quá. Cái thang máy khi mình bấm nó đi xuống đó, nó không có gây ra tiếng động. Nghe nó kêu cò kẹt như vậy đó mà nó lại không gây ra tiếng động, hay ghê. Rồi bây giờ thì mình lấy cây thuốc này mình đổ vào trong tờ giấy này nha, thì nó sẽ hiện cái con số ra 1627. Con số này chính là cái mật khẩu của két sắt trong phòng của tay này đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trở lại phòng và đợi tên đó đi vào phòng máy bắt điện thôi. Thì game này sẽ có hai cái kết nha. Ở chương này thì sẽ có hai cái kết. Và việc chúng ta thoát ra bằng cửa chính đó thì mình sẽ nhận cái bad ending. Còn nếu mà mình thoát ra bằng lối lên cầu thang này này thì nó sẽ liên kết với lại... Đi ra. Đóng tay này lại. Rồi, cái két sắt đây nè, mình sẽ nhập con số vào. 1627. I need to get out of here before he breaks in. Lấy không được cái thẻ. Lâu quá. Mình chỉ sợ thằng đó sắp thoát ra từ đó. Come on, think faster. Rồi, tên nó thoát được rồi đó. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài này thôi. Rồi, nếu các anh em nào thích video của mình thì hãy để lại một like cũng như một đăng ký kênh để theo dõi những video sau của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye.